Cái này là nấu ăn ngon, biết sắp xếp cái bữa ăn. Tại vì á, mình là làm giáo viên mầm non nhưng mà được cái là mình nữ công gia chánh, rồi thí dụ như là cắm hoa này kia nọ mình biết rất là nhiều, cho nên là mới nhìn mới thấy chị này là được. Tại vì cũng nói là thằng con nó rất thích bữa ăn gia đình, rồi cho nên là nếu mà nó quen con bé trước á là không biết nấu ăn. Từ cái chỗ đó rồi đâm ra là cứ bị mâu thuẫn cái chuyện mà ăn uống thế này thế kia. Cho nên cũng khuyên cái đó là cái mẹ chọn con, đó là con biết nấu ăn gia đình. Tại vì đàn ông á, yêu nó không có qua lỗ tai, nó qua cái dạ dày. Đám cưới á, thì nhà gái rồi về Kiên Giang rồi. Chứ mà nhà trai là do là bên này là phải học đạo rồi này kia à. Cho nên là bé đang học đạo qua một năm, là vài tháng nữa mới đám cưới nhà trai. Nhưng mà một năm qua thì nói chung là rất là được lòng mình. Tôi tên là Trần Thị Ngọc Mỹ, hiện tại là tôi 52 kg bánh chưng. Quê quán thì trước đây tôi sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại là tôi đang sinh sống tại thành phố Kon Tum. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Chào Quyền Linh, chào chị Lê Lộc, chào khán giả. Em tên là Dung, Nguyễn Thị Thì Dung. Em năm nay 30 tuổi. Nghề nghiệp em đang làm nail. Em là nhau mẹ được năm. Một năm hả? Dạ. Ôi tôi mới đây hả cô hả? Một năm vậy, có em bé chưa? Dạ chưa. À. Rồi cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu xinh đẹp này thì mẹ chồng cảm nhận thế nào? Cái ngày đầu tiên gặp á, nó có hơi cái éo le một tí. Sao vậy cô? Ông con trai á, thì ổng quen, rồi ổng yêu, ổng lại không có nói gì với mẹ hết á. Đùng cái ổng dẫn về. Bé đây thì làm việc ở Sài Gòn, rồi đưa về là xong rồi là nói mẹ bây giờ là con bé, con quen bé đây. Tự nhiên mình cũng hơi bất ngờ. Tại vì cái ông con trai ở nhà nói chung là ông cũng đẹp trai, hơi hạt hoa một tí á. À dạ. Mình mới nói là con mới có chia tay vợ cũ xong, mà bây giờ nói chung là cũng được 4-5 năm rồi á. Mà con để từ từ con làm ăn cái đã, từ từ con hay có vợ. Đùng cái giận bé đây về. Cái là mình nói không cho vô nhà luôn. Mà tự do thằng con nó làm bên phân phối điện, nó có cái xe tải nhỏ đó, xe tải khoảng mấy trăm ký á. Thì thế là hai anh chị ra thùng xe ngủ. Trời ơi. Lúc đó chồng trở về nhà tính gặp mặt mẹ, mà lúc đó mẹ chuẩn bị đông chuyện rồi vừa ra đóng cửa nữa. Cái nói sao mẹ thấy con tới mà đóng cửa. Cái mẹ nói có gì nói đi, tao không cửa đi không chuyện rồi. Cái chồng em giận quá quay đầu xe về. Về xong rồi kêu vợ chồng lên Sài Gòn ở đi, nghỉ ở đây. Cái trên đường trở về kêu nói em tánh mẹ vậy đó, vợ đừng có buồn. Em nói em cũng không buồn, vậy em cũng hiểu mẹ. Sau này hỏi là đầu tiên con gặp mẹ như vậy á, con có buồn mẹ không? Con sao con nói con lại con nghe. Buồn chứ, nói vậy là giấu lòng. Hồi nãy cô còn muốn khóc vậy kìa. Đúng rồi, nhưng mà em ngồi một mình vậy em suy nghĩ thế nào? Em có định muốn về Sài Gòn luôn hay sao? Dạ không, đầu đó tình yêu lớn lắm. Rồi khi mà về ở với nhau rồi á thì hai mẹ con mình có tâm sự chia sẻ với nhau nhiều không chị? Dạ cũng có. Lúc thì mẹ con rủ nhau đi trà sữa, cà phê, ăn vặt như đó. Em chinh phục mẹ chồng bằng cách nào? Em thì hay về nhà dọn dẹp nhà cửa. Mẹ nói thì em nghe không cãi lời. Nói chung nhỏ này á, mà cả hai cô con dâu, mà cái cô nhỏ thì có hay nói lại. Tính của mình thì nói chung là cũng hơi thẳng. Nhưng mà mình biết cái tâm lý của cái giới trẻ bây giờ, cho nên là cũng dặn dò là chồng con nó thích cái này và con đừng có chiều con cái chuyện đó. Đi siêu thị á, nó cũng biết là mình có đem tiền nhiều hay không hay sao vậy. Thích cái gì kêu mẹ đi, kêu đi siêu thị là mừng lắm, đi liền. Thích cái gì là lụm, thích cái gì là lụm vậy thôi. Mà mình đâu có dám nói con không được phép lấy cái đó. Sao lúc đó con nghĩ sao? Tại chồng kêu á, mẹ rủ đi siêu thị hay đi, cứ đi mua đồ khỏi tốn tiền. Rồi cái kêu mua đồ, kêu dẫn hai chị em đi. Chị nhỏ là mẹ ơi con thích cái này thích kia, là kêu làm lựa mỗi đứa một cái thôi. Nó rù rì rú rí làm sao không biết nữa, mỗi một đứa 3-4 cái. Mẹ lúc đó mình thấy nhìn cầm ra rồi, chẳng lẽ nó không bỏ lại cái đó đi con. Thôi nó kêu mẹ sao mẹ mua gì, mẹ đâu dám mua, không mẹ đủ rồi. Mình phải nói vậy chứ sợ rồi cái tiền nó không có đủ. Nhà có hai nàng tiên đây cũng mệt lắm, cũng sẽ phân bì, cũng thế này cũng thế kia. Cho chị này phải giấu chị kia, nhiều khi mình cũng tức chứ, tiền của mình cho người này phải không có cho người kia biết là trên rồi cái làm nào cho chị này nhiều hơn. Còn nhiều khi mà hai chị phải bằng quê, chứ không là về cái ganh tị, cô này ganh tị cái ganh tị người kia. Mà cho cô này nói con đừng có nói đó là làm mẹ cho con cái này cái kia nha. Bé này là nấu ăn ngon, biết sắp xếp cái bữa ăn. Tại vì á, mình là làm giáo viên mầm non nhưng mà được cái là mình nữ công gia chánh, rồi thí dụ như là cắm hoa này kia cái nọ mình biết rất là nhiều, cho nên là mới nhìn mới thấy chị này là được. Tại vì cũng nói là thằng con nó rất thích bữa ăn gia đình, rồi cho nên là nếu mà nó quen bé trước á là không biết nấu ăn, từ cái chỗ đó rồi đâm ra là cứ bị mâu thuẫn cái chuyện mà ăn uống thế này thế kia. Cho nên cũng khuyên cái đó là cái mẹ chọn con đó là con biết nấu ăn gia đình. Tại vì đàn ông á, yêu nó không có qua lỗ tai, nó qua cái dạ dày. Đám cưới á, thì nhà gái rồi về Kiên Giang rồi, chứ mà nhà trai là do là bên này là phải học đạo rồi này kia cho nên là bé đang học đạo qua một năm là vài tháng nữa mới đám cưới nhà trai. Nhưng mà một năm qua thì nói chung là rất là được lòng mình nhìn mình cảm nhận. Rồi những cái khi mình đi về quê của nhà bà xui rồi người này người kia thì mình thấy là con dâu mình đó là mình là do là bị mổ tuyến giáp, cho nên là nhiều khi trời trở lạnh á là cái cổ nó còn đau, hoặc là trời nóng về Kiên Giang nóng á, thì chỉ vô chị bật quạt bật điều hòa trước, những cái rất nhỏ nhặt tự nhiên nó chăm sóc mình mà tự nhiên mình thấy rất là cảm động. Rồi hạp với cô này hơn một chuyện nữa là hát hò. Cô này hát rất là hay, trong miền Tây thì Quyền Linh phải công nhận cái chuyện đó. Không, cũng tùy người à, cô tùy người chứ con cũng miền Tây nè. Đâu giờ hát hai mẹ con song ca đi. Hai mẹ con là ngày đám cưới của nó là tại Kiên Giang, xong rồi là xin phép chị xui là đáng lẽ tôi hát mẹ chồng nàng dâu, không có cái bài mẹ chồng nàng dâu, giờ tôi làm mẹ ruột. Tôi hát bài Con Gái Của Mẹ. Trời ơi. Vì xui đồng ý. Rồi hai mẹ con hát bài đó là tự nhiên cả cái nhà gái họ xúc động, họ im lặng luôn, họ nhìn lên. Làm thử rồi. Bắt đầu. Mẹ thương bảo con thân gái đúng trông, mai khi mốt nọ còn đi lấy chồng, họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em số biết không, đứng ngồi nói năng lựa lời. Mẹ ơi phận gái 12 bên nước, biết bên nào trong biết sông nào đụng, biết gối hay mai một ngày con xứng giá theo chồng. Hay à. Dạ là như vậy đó. Hay ha. Đám cưới nó ốm teo à. Mà giờ nó kêu chứ mẹ ơi con tăng được 4 kg rồi. Chị xui mừng lắm, kêu mẹ chồng nuôi tốt. Thấy rằng mẹ là con người rất là cởi mở và rất là thoải mái luôn. Có chuyện gì cứ nói thẳng với mẹ luôn. Nghĩ đây không phải là con người giận lâu đâu, con người rất là thoải mẹ mái. Mẹ dặn xin lỗi cho nó vậy. Nhưng mà có một cái chú cũng hơi buồn là cái ngày cho con dâu ngủ ngoài xe đó. Đó mới là cái kỷ niệm. Có kỷ niệm. Mấy bà mẹ chồng sau này nha, có thấy con dâu mình hơi lỡ cứ cho vô nhà ngủ rồi cái gì tính sao nha. Không, đâu có biết nó ngủ ngoài xe đâu chú. Sau này nó nói không biết, không hồn hoàn toàn ngủ tưởng ngủ khách sạn, đâu có biết đâu. Sau đó là khoảng một tuần sau nó mới nói. Chứ nếu mà nó nói liền lúc đó thì mình cũng không có đành đoạn nào. Ai đành đoạn cho con ngủ ngoài xe. Lên nhà xưởng ngủ 1 đêm, ngủ thùng xe 2 đêm. Từ cái xưởng là không có ai, kiểu như là có mấy đứa trong xưởng ở thôi. Vậy là nhưng mà phòng ốc cũng đàng hoàng lắm, cũng mình cũng biết luôn. Chừng qua thì mấy đứa bên xưởng nó cũng giấu. Cái đêm ngủ ở xe ngủ ở đâu? Chị ngủ ở sau thùng xe. Trong cái thùng luôn hả? Thùng xe, thùng xe nó bỏ hàng á. Nhưng mà nó bỏ nệm rồi chú Linh, chứ không phải là nó ngủ không đâu. Đêm nó ngủ ngoài xe ngủ được không? Không, hai đứa ngồi nói chuyện tới sáng chứ không ngủ được đâu. Sáng sáng thì vô văn phòng dọn dẹp nấu cơm, xong lại tối tắm rửa xong rồi hai đứa ra xe tiếp. Cái này á là cuối cùng không phải trách mẹ mà trách ông xã em á, tại sao tối không đưa vô khách sạn bị đưa ngồi xe. Nhiều khi ngủ xe rất lạ, thú vị thôi. Đúng rồi đó, con cũng hay đó. Cái khách sạn thì tốn tiền đó, nó lợi gì mấy trăm ngàn nha. Bây giờ coi coi ông xã của em nói gì nha. Lời đầu tiên thì cho phép Tâm xin chào tất cả các vị khán giả ở tại trường quay của Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào hai MC. Thì có đôi lời muốn nhắn nhủ đến mẹ và vợ như thế này. Thì thật ra cái việc con với vợ con thì cả hai chúng con đều đã từng làm lỡ, nhưng con xin hứa với mẹ, vợ con hiện tại sẽ là người con gái cuối cùng và là tài sản cuối cùng con sẽ mang theo. Mẹ yên tâm, và xin mẹ hãy luôn mạnh khỏe để sống mãi với anh em con, vợ chồng con. Và vợ ơi, thật sự vợ là người cùng anh chịu khổ, vợ là người chấp nhận anh, và anh rất yêu vợ. Nói chung là chỉ mong sao là hai vợ chồng mình được nắm tay nhau đi mãi mãi. Em nghe chồng em nói vậy thì em cảm nhận thế nào? Dạ em thì đối với chồng em thì em thương chồng em dữ lắm, nhiều lắm. Thấy ảnh làm việc cực khổ ngày đêm á, em cũng thức theo. Khi em thức tới sáng 5-6 giờ sáng. Nói chung hai đứa là đã trải qua cái mối tình rồi. Khi mà đi về thăm gia đình nhà gái á, nó cũng không dám nói với mẹ, nó lái xe đi. Nhưng mà nó không dám nói với mẹ, nó nhắn tin, nó kêu là mẹ ơi, vợ con đã trải qua một lần rồi. Lúc đó mình mới biết, chứ mình cũng, nó cũng không hề nói, nó giấu như vậy đó. Nó tại sao mình cũng nhắn lại là tại sao bây giờ con mới cho mẹ biết, vợ con cũng đã có con riêng. Thứ nhất là mẹ chuẩn bị tâm lý, thứ hai mẹ nói với ba con. Mình mới nói là con biết là mẹ thương con biết là mẹ sẽ chấp nhận hết, cho nên á, bây giờ con mới nói với mẹ. Sau này nó nói là hai đứa ngủ về xe, mình cũng đau lòng lắm chứ. Mà nó nhà thì 2-3 chỗ, mà đứa của con mình này ngủ ngoài xe. Con biết là con, vì con thương vợ con quá mà con sợ là mẹ không bằng lòng. Mà giờ thằng con của bé Dung này rất là quý, cứ bà nội. Bây giờ ở với bà nội luôn. Bà ngoại. Nó xin về ở nhưng mà bà ngoại không cho. Bà ngoại nói thôi em không có con cháu ít, có đứa trai đứa gái à. Mà giờ bé Dung nó đi xa về quê chồng rồi, để khi nào cháu nó lớn rồi cho nó về. Nói thôi con ráng đi. Nó kêu là sang năm con xin. Linh nghĩ rằng là cuộc đời thì mỗi người cũng có thể lỡ một chuyến đò nào đó. Quan trọng là chúng ta đến với nhau bằng một con đò khác và cố gắng lèo lái cái con đò đó để đến tận cùng của bờ bến. Con dâu cũng muốn nói gì với mẹ chồng không nào? Đáng lẽ ngày 8 tháng 3 con cũng muốn quà tặng mẹ, mà con để tới chương trình hôm nay con phải tặng cho mẹ. Con tặng mẹ cũng hẳn. Trời ơi, bày vẽ quá. Cảm ơn con. Mẹ mong con á là từ nay trở đi á, với chồng con á, con bớt chiều lại, không có cho nó thức đêm nữa, tranh thủ ban ngày thôi, ban đêm để nghỉ ngơi. Con phải luôn vui vẻ, cái gì không vừa lòng á thì tâm sự với mẹ. Như con hứa thì sang năm xin cho mẹ đứa cháu nội. Dạ. Là con hứa với mẹ. Hứa với mẹ ha. Dễ thương lắm. Hãy cứ giữ mãi những hình ảnh thế này, hãy giữ tình cảm như thế này và phát triển nó lên nha. Một món quà của chương trình gửi tặng cho gia đình. Dạ, cảm ơn anh Si. Dạ, con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng hai mẹ con mình một ít quà ha. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio. Còn đây là 1 năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Care4. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care4 gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino, của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Cảm ơn gái.